hẳn có hẳn một cái mục co lớn nợ phải trả ở bên 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 phần trên bảng cơ đồ kế toán cơ. Thế nhưng mà ở đây chúng ta chỉ xem xét đến cái vấn đề quan trọng nhất, đó là nợ phải trả, đến cái khoản mục quan trọng nhất là nợ phải trả người bán, nợ phải trả người bán nhá. Còn liên quan đến nợ phải trả công nhân viên nó cũng có liên quan đến các tài khoản là chi phí trả trước, hoặc là chi phí phải trả, hoặc là liên quan đến khoản doanh thu được thực hiện, nó cũng có nhiều. Nhưng tất cả những cái đấy thì nó gọi như các cái thủ tục của nó chủ yếu là kiểm tra chứng từ của các bạn tính toán lại, nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không phải là quá phức tạp. Thì đối với nợ phải trả này thì các bạn lưu ý nó cũng có bốn nội dung đặc điểm giống như khoản mục khác, nhất là nội dung đặc điểm của khoản mục này, và nó cần thiết và nội dung của khoản mục. Thì bây giờ đặc điểm này khác với nợ phải thu, thì nợ phải trả nó là nợ phải thu là tài sản, thì nợ phải trả nó là nghĩa vụ nhá. Kia là tài sản mình có quyền sở hữu, thì đây là mình có nghĩa vụ mình thực hiện. Mà đây là cái nghĩa vụ hiện tại mà của doanh nghiệp, nhưng nó có thể phát sinh là trong quá khứ từ các cái giao dịch và sự kiện mà doanh nghiệp sẽ phải thanh toán bằng nguồn lực của mình. Anh có thể thanh toán bằng tiền, đấy là nguồn lực của anh, hoặc anh không đủ tiền để thanh toán anh đi vay, đúng không ạ? Đấy cũng là nguồn lực của anh, đúng không? Chỉ cần anh phải lấy nguồn lực để anh thanh toán các nghĩa vụ đấy, và lúc thời điểm anh chưa chưa thanh toán xong thì nó được ghi nhận vào nợ phải trả. Nên nợ phải trả cũng được trình bày trên bảng cân đối kế toán là nợ dài hạn, nợ phải trả dài hạn và nợ phải trả ngắn hạn, thì ngưỡng phân biệt của nó cũng là một chu kỳ kinh doanh. Tuy nhiên lưu ý như này, hôm trước chúng ta có học đối với tương đương tiền đúng không? Tương đương tiền là các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ phải căn cứ vào kỳ hạn gốc, cô ví dụ như thế nhé. Thế nhưng mà nợ phải trả hay cụ thể hơn đó là khoản vay, nó không căn cứ vào gốc, nó không căn cứ vào cái từ kể từ ngày đầu tư hoặc kỳ hạn gốc đâu, mà nó sẽ căn cứ vào rằng là giả sử ngày lập bảng cân đối kế toán của anh là ngày 31 tháng 12, thì anh sẽ tính từ ngày 31 tháng 12 đến cái ngày anh phải thanh toán cái khoản nợ đó trong thời hạn là bao nhiêu. Nếu nó lớn hơn một chu kỳ kinh doanh thì anh vẫn để ở dài hạn, nhưng nếu nó nhỏ hơn một chu kỳ kinh doanh là anh phải để ở ngắn hạn. Cái này thực ra bản chất của nó là gì? Để nó nhắc nhở doanh nghiệp phải biết rằng là đây là các khoản nợ trong năm anh phải thanh toán rồi, đúng không ạ? Anh phải thanh toán tức thời những khoản nợ đấy rồi, thì nó sẽ đánh giá được cái gọi như là cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Thế bây giờ ví dụ như là một khoản nợ dài hạn 3 năm rồi, nhưng năm nay từ ngày 31 tháng 12 đến ngày đáo hạn nó chỉ có nửa năm thôi, thì các bạn sẽ phải phân loại lại từ khoản nợ dài hạn thành vay và nợ tài chính ngắn hạn. Hiểu chưa? Đó, nó khác một chút với tương đương tiền là như thế. Còn nói chung, nhìn chung nó ngưỡng phân biệt nó vẫn là một chu kỳ kinh doanh giữa ngắn hạn và dài hạn thôi. Thế nợ phải trả thì nó sẽ bao gồm là các bạn bán vật tư, các bạn bán hàng, sorry, các bạn mua vật tư, các bạn mua hàng hóa, các bạn mua dịch vụ của một bên nào đấy, các bạn mua tài sản cố định, hoặc là các bạn mua bất động sản, đúng không? Hoặc là các bạn mua các khoản đầu tư tài chính, tóm lại là bạn mua bất kỳ một cái gì bạn chưa thanh toán thì nó là khoản nợ phải trả. Ngoài ra thì phần nợ phải trả này nó cũng theo dõi cái tình hình là cho cái việc xây lắp, cho cái việc xây dựng ý, xây lắp ấy, mà hôm trước chúng ta đã học là ở trong cái khoản hàng tồn kho, giá vốn với doanh thu chúng ta phải ghi nhận ấy. Thì bây giờ chúng ta là ở bên ngược lại, ở bên ngược lại, tức là nếu như mà chúng ta đã theo các cái tiến trình chúng ta hoàn thành được bao nhiêu phần trăm ở bên chúng ta thuê bên kia, còn bây giờ hoàn thành được bao nhiêu phần trăm chẳng hạn, nó xuất bên kia xuất hóa đơn lại cho chúng ta, chúng ta phải ghi nhận lại và phải trả tương ứng cái phần trăm mà họ đã hoàn thành. Nợ phải trả thì được hạch toán chi tiết theo từng đối tượng tương tự như khoản nợ phải thu. Nhưng nợ phải trả, các bạn lưu ý này, nợ phải thu là thằng khác nó đang cầm tiền của chúng ta, cho nên là có rủi ro là thằng đấy nó không thanh toán tiền thì chúng ta sẽ phải trích lập dự phòng, cho nên nợ phải thu họ sẽ phải theo dõi theo tuổi nợ. Nhưng nợ phải trả không, nợ phải trả không cần phải theo dõi được tuổi nợ, chúng ta phải theo dõi theo từng đối tượng khách hàng là được rồi. Còn cái việc chúng ta chiếm dụng được của thằng khác càng lâu càng tốt, đúng không ạ? Càng có tiền để sản xuất kinh doanh. Thế nên là sẽ không cần phải quan tâm đến cái vấn đề là có quá hạn hay không, trừ duy nhất một thằng, đó là ứng trước cho người bán, đúng không ạ? Ứng trước cho người bán là tài sản của chúng ta mà bên khác giữ rồi, nó chưa thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, nhưng chúng ta chỉ thanh toán trừ được ứng trước cho nó thôi, cho nên cái đấy thì chúng ta lại phải xem xét về vấn đề tuổi nợ để chúng ta xem là nó có trích lập dự phòng hay không. Vì bản chất của nó là tài sản của doanh nghiệp mà thằng kia nó giữ, có thể nó không trả, có thể nó không thực hiện hợp đồng, đúng chưa? Ngoài ra thì phải theo dõi theo từng nguyên tệ ngoại tệ. Các sai phạm thường gặp như sau. Một cái sai phạm rõ ràng nhất đó là khoản nợ phải trả nó không phải là tài sản nhá,
nếu như nó là tài sản có xu hướng phải tăng, nhưng đây là nợ phải trả, cho nên nó có xu hướng giảm đi để phản ánh tình hình của doanh nghiệp tốt hơn, đúng không? Bây giờ bạn muốn đi vay, bây giờ bạn muốn tạo niềm tin với các cổ đông, bây giờ bạn muốn là phản ánh tình tài chính doanh nghiệp của mình tốt hơn, thì rõ ràng là anh không thể để là anh nợ quá nhiều được, nhất là cái khoản nợ của anh nó vượt quá với chiếm tỷ trọng rất lớn trong vốn chủ sở hữu, không thể, đúng không? Vốn anh có 100 tỷ, anh nợ 120 tỷ thì không được, thì đấy không được đánh giá là một tình hình một cái kết quả kinh doanh tốt, cho nên là thường nó có xu hướng giảm đi, và khi nó có xu hướng giảm đi như thế nó sẽ vi phạm cơ sở dữ liệu bị tính đầy đủ nhá. Đấy là cái sai phạm thứ nhất, có xu hướng khai thấp hoặc ghi chép không đầy đủ. Thứ hai đó là sai sót với khoản nợ ở nhà trả nhà cung cấp định kỳ, trả định kỳ thì cứ quên, cứ tiền dần hàng tuần hàng tháng là chuyển tiền nhưng mà lại quên hạch toán, chủ yếu vì nó định kỳ, nó thường xuyên quá, có những cái khoản bằng nhau, ví dụ anh thanh toán tiền nhà nhưng mà định kỳ anh thanh toán sorry cái này không phải, cái này là một khoản nợ trả nhà cung cấp định kỳ, ví dụ như tiền điện nước, các bạn thanh toán một cái định kỳ là tháng này các bạn sẽ hàng tháng luôn, tuy nhiên tháng này các bạn mới nhận được hóa đơn của tháng trước nhá, đúng không? Như tiền điện tiền nước thì vấn đề xảy ra nó là gì cả, đó là các bạn đợi đến lúc các bạn nhận hóa đơn tiền điện các bạn mới hạch toán chi phí tiền điện, đợi hóa đơn tiền nước các bạn hạch toán chi phí tiền nước, ví dụ như thế. Thế nhưng mà nó lại dẫn đến cái việc là gì ạ, tháng 12 của năm nay các bạn chưa nhận được hóa đơn của tháng đó và không hạch toán luôn, cho nên hạch toán thiếu, đúng không ạ? Nên cơ sở dữ liệu về tính đầy đủ luôn. Đấy là cái sai sót thứ hai. Cái sai sót thứ ba là cô vừa nói rồi, đó là vay tiền nhá, dài hạn mà đến thời điểm lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12 cho đến ngày mà các bạn phải thanh toán nghĩa vụ đấy mà nó nhỏ hơn chu kỳ kinh doanh thì các bạn sẽ phải chuyển sang vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, nhớ chưa, nhớ cái đấy nhá. Và còn một cái sai phạm nữa, nó không liên quan đến, nó cũng không phải là liên quan hàng hành quan nợ phải trả người bán, ví dụ như là tiền lương khống lần hạch toán tiền lương khống tăng số dư nợ phải trả cuối kỳ, và nó làm khi mà làm tăng số dư nợ phải trả cuối kỳ nó làm tăng chi phí nó giảm lợi nhuận, nó giảm trốn thuế đấy, nhiều cái đó. Bây giờ thành quần toán lương và tài khoản thì nhưng cũng có cái việc kiểu là nhờ một thằng nào đấy xong nào thanh toán lương cho tài khoản, thì thanh toán từ tài khoản của công ty thì nó chuyển nhiều nhá, nhiều nơi chuyển cho nhân viên, ví dụ như thanh toán cho một cái nhân viên này có 10 triệu xong nó bắt là nhân viên ấy lại chuyển khoản lại, đúng không ạ, 10 triệu sau đó lại chuyển khoản lại 5 triệu bệnh viện Đồng Nai, cái đợt bệnh viện Bạch Mai cái đợt bùng nổ ra là nó bị như thế đấy, tức là tiền chia về cho các cán bộ công nhân viên, thế nhưng sau đó thì cán bộ công nhân viên lại phải chuyển lại vào tài khoản cá nhân của các sếp. Nó nhiều cách để gian lận lắm. Rồi, hoạt động kiểm soát cần thiết với khoản 1 thì chu trình mua hàng và thanh toán. Và các chức năng của chu trình này bạn thấy quen không? Quá quen chứ lệ. Các chức năng của chu trình này nó chính là chức năng của chu trình hàng tồn kho, như nó ở cái phần bên trên, đó là chức năng liên quan đến mua hàng, chứ không liên quan đến chức năng sản xuất. Hiểu chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ vào từng cái nhé. Được, cô nói qua một chút xíu này. Mua hàng thì đầu tiên phải có phiếu yêu cầu mua hàng, đúng không? Thế ra cô sẽ hỏi các bạn ở trên lớp trong tương tác. Tuy nhiên là cô bây giờ thì hỏi thì cũng không còn tâm trạng nào, vì sắp đến lúc kiểm tra rồi. Thì tôi cứ giảng đã nhé. Chu trình mua hàng và thanh toán thì nó bao gồm 4 chức năng cơ bản. Thứ nhất là xử lý đơn đặt hàng. Thì xử lý đơn đặt hàng bắt đầu là phải từ bộ phận có nhu cầu, thì sẽ đưa ra phiếu yêu cầu mua hàng. Phiếu yêu cầu mua hàng này xuất phát từ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, cho nên là chỉ cần cái trưởng bộ phận của doanh nghiệp đó phê duyệt và trình lên, hoặc là trình lên giám đốc phê duyệt nữa thì đưa cho bộ phận mua hàng. Tuy nhiên nhớ này, thường gọi là bộ phận mua hàng thì thông thường ấy nó là ở trong trừ cái trường hợp là sản xuất, chứ còn đâu thì thường mua những cái tài sản cố định, mua gì nó là phòng hành chính, phòng văn phòng. Và tôi đang nói đến là phê duyệt và chuyển sang bộ phận mua hàng, đúng không? Khi mà chuyển xong cho bộ phận mua hàng thì bắt đầu họ mới xem xét, họ xử lý, họ lập đơn đặt hàng. Và lập đơn đặt hàng thì đơn đặt hàng này sẽ phải được, vì đơn đặt hàng nhá, nó chỉ có một bộ phận mua hàng thôi, nên nó sẽ phải làm sao ạ? Nó sẽ phải đánh thứ tự liên tục, đánh số thứ tự liên tục. Và khi nó đánh số tự liên tục nó đề phòng gian lận, đề phòng trùng lắp, đúng không ạ? Thế khi mà đặt đơn đặt hàng xong thì bắt đầu lập hợp đồng, sau đó là
hoặc là có hợp đồng vận chuyển nếu có. Xong đến cái giai đoạn thứ hai là nhận hàng hóa dịch vụ thì sẽ có một bộ phận nhận hàng, đúng không ạ? Khi mà họ kiểm tra cái đơn đặt hàng rồi, đối chiếu với hàng rồi thấy ok họ nhận hàng, ví dụ biên bản giao nhận hàng hóa chuyển cho kho, kho sẽ nhập kho và có phiếu nhập kho cũng được đánh số tự liên tục, đúng không ạ? Sau đó thì sẽ được nhận cái bên kia họ căn cứ cái báo cáo nhận hàng thì họ sẽ lập hóa đơn, thì bên mình sẽ nhận được hóa đơn của họ. Và kế toán sẽ có đầy đủ cái bộ chứng từ, từ phiếu mua hàng này, từ đơn đặt hàng này, phiếu mua hàng xong đến đơn đặt hàng, đúng không? Sau đó đến biên bản giao nhận hàng hóa, sau đó đến nhập kho, rồi là hóa đơn, hợp đồng, toàn bộ chứng từ đó thì kế toán sẽ phải kiểm tra, sẽ phải kiểm tra ký vào đó và xem là có sự khớp đúng cái số liệu giữa các cái chứng từ này hay không và tiến hành hạch toán. Sau đó là ghi sổ khoản thanh toán cho người bán bằng định kỳ, chúng ta gửi thư xác nhận, đúng không? Gửi thư xác nhận và định kỳ thanh toán thì cái kế toán công nợ và kế toán thanh toán nó phải độc lập với nhau. Vì nếu nó không độc lập với nhau thì anh chưa thanh toán cho khách hàng nhưng mà anh đã ghi giảm công nợ, cái thằng kế toán công nợ ghi giảm công nợ và cái thằng kế toán thanh toán nó lại ghi giảm rằng là tôi đã thanh toán rồi, nó lấy số dụng tiền để nó chiếm dụng, cho nên là công nợ và thanh toán phải độc lập với nhau. Đây là cái chức năng đấy. Nào, phân chia trách nhiệm giữa chức năng đề nghị mua hàng và lập đơn đặt hàng. Tất nhiên lập đơn đặt hàng là thông thường ở bộ phận mua hàng nó lập. Thế còn cái chức năng đề nghị mua hàng ấy, thì đề nghị mua hàng từ các bộ phận có nhu cầu. Đơn đặt hàng phải đánh số tự liên tục đấy, nhớ này, chứng từ đầu tiên là phiếu yêu cầu mua hàng nhưng không phải đánh số tự liên tục. Thế còn đơn sau đấy là đơn đặt hàng thì mới đánh số tự liên tục, nhớ chưa? Và sau khi sau đó thì lựa chọn nhà cung cấp thì chúng ta bắt đầu ký kết hợp đồng và vận chuyển. Còn cái nhận hàng hóa dịch vụ thì như thế này này. Bên nhận hàng sẽ ký vào cái biên bản giao nhận hàng hóa này. Sau đó là bộ phận nhận hàng ký vào biên bản giao nhận hàng hóa. Sau đó chuyển giao cho thủ kho. Thủ kho sẽ kiểm đếm và lập phiếu nhập kho. Còn phiếu nhập kho phải đánh số thứ tự liên tục từ trước. Sau đánh số lên trước liên tục. Rồi đánh. Ở trong slide các bạn có bị lỗi phần này không? Số trước liên tục này. Nói to lắm. Ủa thì sao tính cam bổ nó không nói gì nhỉ? Sai không có phần này hả? Thì chụp cái nốt vào đi các bạn ơi. Chụp 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 chụp. Thôi kìa đặt cả thí để phục vụ cho công môn học hành thực tế vào. Tiếp. Xong chưa các bạn ơi? Lô. Rồi ạ. Rồi, tiếp này. Đến hạch toán nó hoạt động đi, như cô đã nói là kế toán sẽ phải tập hợp các cái chứng từ để ký nháy vào đấy. Sau đó chúng ta sẽ gọi là ghi nhận vào sổ sách và có sự phân chia trách nhiệm giữa các cái chức năng kế toán cô đã vừa nói rồi. Và xử lý và ghi sổ thanh toán cho người bán thì định kỳ chúng ta sẽ phải đối chiếu. Thực ra định kỳ đối chiếu ấy, các bạn nên hiểu như thế này này. Nó khác với cái kiểu là thằng khác giữ tài sản chúng ta. Đây là tôi chiếm dụng vốn của thằng khác. Cho nên giữa cái việc của bạn đi vay tiền thằng khác và giữa cái việc là thằng khác đang nợ bạn
thì rõ ràng là các bạn sẽ lo lắng trong cái việc thằng khác nợ mình hơn, đúng không? Không biết bao giờ nó trả mình, nó có trả mình đúng hạn hay không, có trả đủ hay không, hay nó có giết mình, giết người diệt khẩu để đỡ phải thanh toán hay không, đúng không? Nó sẽ phải lo lắng hơn rất là nhiều. Thế nên là nếu như trong tình trạng đấy nhá, trước khi vay tiền thì để vay được tiền chúng ta sẽ phải rất là, đúng không, chúng ta sẽ phải rất là gọi như là van xin người ta để cho vay, nhưng sau khi mà đã vay được rồi thì thế nó hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải van xin thằng kia đi trả đấy. Thế nên là hàng kỳ các bạn chỉ việc ngồi không thôi, còn cái thằng bên kia chắc chắn nó sẽ gửi cho cái thông báo nợ là đề nghị anh thanh toán đấy. Thế nên cái thủ tục của kiểm toán viên trong cái trường hợp này nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút xíu, nó nhẹ nhàng hơn. Thế nên là định kỳ các bạn đối chiếu, bạn có thể đối chiếu với thông báo nợ, các bạn có thể gọi điện, các bạn có thể email, chứ không nhất định là các bạn sẽ phải gửi một cái văn bản chính thức rằng là anh xác nhận nợ vào đây, anh xác nhận vào đây cho tôi, đúng không ạ? Và việc xét duyệt chi quỹ thì phải do một bộ phận độc lập thực hiện đấy. Thế thì còn bộ phận độc lập ở đây thông thường cái xét duyệt chi quỹ thì kế toán trưởng thực hiện ở bên trên, sau đó là bắt đầu thủ quỹ căn cứ vào kế toán trưởng giám đốc duyệt thanh toán, như thế thì bắt đầu là họ xuất quỹ thôi, đúng không? Rồi nội dung và quên chụp đi rồi ạ. Lại tiếp nội dung phương pháp kiểm toán, nó khoản mục này, mục tiêu trời ơi, vẫn là thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để đáp ứng nội dung của 6 cơ sở dữ liệu, và cơ sở dữ liệu quan trọng nhất là cơ sở dữ liệu đầy đủ căn cứ và tài liệu sử dụng. Thì nếu là cái phần này bị hỏi rất là nhiều, đó là kiểm tra từ sổ sách chứng từ và sổ chứng từ đến sổ sách, đúng không ạ? Kiểm tra từ sổ sách ở đây có sổ chi tiết khoản nợ phải trả cho từng đối tượng, có mỗi cái khoản sổ chi tiết thì thôi, tiền, tức là tóm lại liên quan đến chu trình mua hàng thanh toán. Và chứng từ thì bắt đầu có biên bản đối chiếu công nợ hoặc là các cái bộ chứng từ gốc, bao gồm từ phiếu yêu cầu mua hàng, từ đơn đặt hàng, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu nhập kho, hợp đồng, hóa đơn, và có thể cả biên bản thanh lý hợp đồng nữa sau này khi mà các bạn thanh toán xong, đấy ạ. Về đánh giá kiểm soát nội bộ thì tương tự đối với các khoản mục khác, nó cũng có 3 phương pháp, đó là phỏng vấn, phương pháp như phỏng vấn quan sát sử dụng bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ, lưu đồ, đúng không ạ?
Về đánh giá sơ bộ kiểm soát cái này hỏi nhiều lắm đấy này, nhớ này, cái này hỏi rất là nhiều, hầu như chương nào cũng có cái câu liên quan đến cái phần này. Họ chỉ thay đổi là bây giờ rủi ro kiểm soát đối với khoản mục này nó như thế nào, nó cao hay thấp, chúng ta sẽ làm như thế nào, thì đi thi ít nhất một lần các bạn gặp câu này đấy. Các bạn chỉ cần nhớ cho cô này, thứ nhất này, nếu họ bảo là rủi ro kiểm soát là tối đa thì không thực hiện thử nghiệm kiểm soát mở rộng thực hiện cơ bản, còn nếu là tối đa hoặc là cao nhá, các bạn sẽ sử dụng thì đều có thể là không thực nghiệm hoặc không thực hiện thử nghiệm cơ bản, hoặc giảm thử nghiệm cơ bản mở rộng giảm thử nghiệm kiểm soát để mở rộng thử nghiệm cơ bản. Thế còn trong trường hợp là rủi ro kiểm soát được đánh giá là thấp thì chúng ta mới thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để hạn chế phạm vi của thử nghiệm cơ bản. Thì đi đi cái câu hỏi trắc nghiệm họ sẽ hỏi là trong trường hợp rủi ro như thế này chúng ta sẽ làm như thế nào, và các bạn sẽ lựa chọn đấy. Về cái việc thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát, chúng ta theo đúng các chức năng thôi. Ví dụ đối với mua hàng và nhận hóa đơn thì các bạn sẽ chọn mẫu hóa đơn và các bạn sẽ kiểm tra về các chứng từ trước đấy, về phiếu nhập kho, về đơn đặt hàng, về phiếu yêu cầu mua hàng xem nó có trùng khớp với nhau về số lượng hay không, quy cách tên của sản phẩm hay không. Thế còn là về các, sau đó các bạn tính toán lại trên hóa đơn và theo dõi cái việc là đã ghi nhận vào sổ sách kế toán hay chưa. Thế còn đối với nợ phải trả thì đối với việc kế toán ấy, việc ghi nhận xong rồi thì chúng ta sẽ chọn mẫu là các chứng từ để kiểm tra chứng từ, chọn từ trên sổ sách để kiểm tra một số các cái nghiệp vụ, đúng không? Để đối chiếu kiểm tra về cái việc tính toán và theo dõi việc là nó được ghi nhận như thế nào. Ngoài ra thì trong quá trình kiểm tra thì kiểm toán viên cũng phải kiểm tra đến cái việc là sự liên tục của số hiệu các chứng từ như đơn đặt hàng, như là phiếu nhập kho, còn phiếu yêu cầu mua hàng thì không cần. Yeah. Sau đó thì thực hiện xem xét và thiết kế phạm vi thử nghiệm cơ bản, bao gồm thủ tục phân tích và kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư tài khoản. Thủ tục phân tích thì thứ nhất là các bạn so sánh được nợ phải trả một đầu kỳ và cuối kỳ của từng, xuống tập đi, của từng nhà cung cấp. Trời ơi. Rồi, so sánh số dư phải trả cuối kỳ và đầu kỳ sổ ra đối với khoản mục nào. Thế đầu tiên là so sánh cuối kỳ và đầu kỳ, nhưng mà đây đặc thù hơn một chút là so sánh đối với từng đối tượng luôn, giữa đầu kỳ và cuối kỳ nó thay đổi như thế nào. Và có một cái sự gọi là các bạn sẽ phải đánh giá sự phù hợp giữa cái việc là anh mua hàng càng nhiều chứng tỏ anh nợ càng nhiều, đúng không? Cho nên các bạn sẽ phải so sánh là xem xét biến động của hàng mua trong kỳ. Nếu hàng mua trong kỳ nó tăng thì có xu hướng nợ phải trả phải tăng, nhưng các bạn thấy nợ phải trả nó lại không tăng thì nó sẽ là có khả năng có gian lận nó bị giảm khoản nợ phải trả đi. Hoặc là các bạn sẽ tính so sánh số dư nợ phải trả và so sánh cái tổng giá trị mua hàng giữa kỳ này với kỳ trước để xem cái tính phù hợp của nó nhá. Về ý nghĩa thì cái thủ tục phân tích nó không đáp ứng cụ thể một cơ sở dữ liệu nào cả, nhưng nó sẽ là căn cứ để chúng ta xác định chúng ta đáp ứng, nó sẽ là đáp ứng được một phần nói chung 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 một số các cơ sở dữ liệu. Ví dụ như anh nghi ngờ rằng các cái khoản nợ phải thu nó ăn, các khoản nợ phải trả nó bị đi giảm đi, nó vi phạm cơ sở dữ liệu phải tính đầy đủ, nó đáp ứng nội dung cơ sở đó, đúng không ạ? Nên ở đây nó đáp ứng được rất rất nhiều các cái rất nhiều cơ sở dữ liệu, nhưng nó không phải là cụ thể nhá, nó không phải là kiểm tra chi tiết bằng một cách trực tiếp mà nó chỉ là gián tiếp thôi. Nó sẽ gián tiếp đáp ứng nội dung cơ sở dữ liệu về tính hiện hữu đầy đủ quyền nghĩa vụ và tính chính xác. Về các thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư tài khoản, các bạn nhìn vào đây cũng sẽ nói qua cho các bạn một chút, là các bạn sẽ nhìn vào và các bạn thấy là cái thủ tục đầu tiên bao giờ cũng là lập bảng tổng hợp nhá. Thủ tục đầu tiên bao giờ cũng là lập bảng tổng hợp đó. Thế tuy nhiên nó khác với cả nợ phải thu một chút xíu, đó là gì ạ? Đó là nợ phải thu, như cô đã nói rồi, làm thằng khác nó giữ tài sản của mình sẽ phải gửi thư xác nhận, đúng không? Và kiểm toán viên cũng gửi thư xác nhận cho bên kia để đảm bảo được rằng là để chúng ta bảo chúng ta thu được một cái bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy. Thế tuy nhiên là và bên kia nó không bao giờ nó gửi lại thông báo là nó đã nợ mình cả, chắc chắn không bao giờ. Thế nên là nó sẽ có nó khác một chút là nợ phải trả thì bên nhà cung cấp nó sẽ gửi lại là anh đang nợ tôi bao nhiêu tiền. Thế nên việc đầu tiên là kiểm toán viên sẽ đối chiếu với các thông báo nợ đó. Tuy nhiên có một số trường hợp chúng ta không dùng được. Ví dụ thông báo nợ nó không đầy đủ. Chẳng hạn 3 tháng nó báo nợ một lần. Thế mà 3 tháng nó đúng vào tháng 11 và đến tháng 2 năm sau nó báo lại nợ một lần nữa thì cái căn cứ cái bằng chứng đấy kiểm toán viên không thể sử dụng được cho ngày 31 tháng 12, đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất.
Cái thứ hai đó là ví dụ như là đến cái bạn bạn nghi ngờ, đúng không? Bạn thấy rằng là hệ thống kiểm soát nội bộ của nó yếu và nghi ngờ rằng là nó đang phản ánh sai. Thế nên là chúng ta cần phải thu thập bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy hơn thì chúng ta sẽ gửi thư xác nhận. Đúng không? Nó sẽ có một số các cái nghi ngờ về cái sự độc lập của đơn vị được kiểm toán với cái bên thứ ba thì chúng ta cũng phải gửi thư xác nhận nhá. Hoặc là một số các trường hợp khác tí nữa chúng ta sẽ gặp thì chúng ta sẽ nói cụ thể. Thế còn liên quan đến cơ sở dữ liệu hiện hữu và đầy đủ thì hiện hữu các bạn sẽ chọn mẫu chứng từ gốc và các tài liệu liên quan và chọn mẫu trên sổ và kiểm tra chứng từ gốc. Còn kiểm tra đầy đủ là các bạn sẽ kiểm tra các khoản thanh toán sau ngày khóa sổ, các bạn sẽ phải kiểm tra cái việc là các cái khoản thu định kỳ, các khoản chi định kỳ như tiền điện, tiền nước, các bạn sẽ phải đối chiếu từ chứng từ gốc và các bạn sẽ đối chiếu lại lên sổ sách đó. Và cuối cùng là kiểm tra các khoản ứng trước, chúng ta sẽ vào từng loại. Thứ nhất là lập bảng tổng hợp, tương tự cái này nó giống hệt như các cái phần còn lại thì cũng sẽ không nhắc lại nữa. Đáp ứng nội dung cơ sở dữ liệu về tính đầy đủ, về tính chính xác và trình bày và thuyết minh. Đấy. Ở đây nó sẽ giống khoản phải thu ở một chỗ là ở đây cũng phải chọn số mẫu một số cái nhà cung cấp để đối chiếu với sổ chi tiết xem là nó phân lập đúng hay chưa. Được chưa? Rồi. Về đối chiếu với thông báo nợ thì nó sẽ chọn mẫu. Tuy nhiên chọn mẫu phải lưu ý như sau. Tức là thông thường nó có xu hướng là đối với các bạn những khoản lớn nó mới là trọng yếu và các bạn sẽ chọn mẫu những cái khoản lớn đó. Tuy nhiên nha, lưu ý này, nợ phải trả nó có xu hướng khai giảm. Mà một khi nó có xu hướng khai giảm, nhá, thì nó phải là số bé, đúng không ạ? Thậm chí nó bằng không hoặc là nó âm cơ. Thế nên là nếu như mà kiểm tra cái cơ sở dữ liệu về tính đầy đủ thì việc các bạn chỉ chọn mẫu các tài khoản có số dư lớn là không ăn thua. Cho nên chúng ta sẽ phải quan tâm đến cả cái việc là các cái số dư bằng không và số dư âm nữa. Rồi, tiếp nào. Quên. Đối chiếu với thông báo nợ đấy, nó sẽ đáp ứng cơ sở dữ liệu về tính hiện hữu đầy đủ và quyền và nghĩa vụ. Chủ yếu là đầy đủ. Tiếp này, gửi thư xác nhận trong trường hợp nào? Là thông báo nợ có hoặc không có đầy đủ kiểm soát nội bộ, là yếu hoặc là có nghi vấn về khả năng đơn vị khai khống các khoản phải trả. Và việc phân tích cho thấy là số dư khoản nợ phải trả tăng cao một cách bất thường. Tóm lại là các bạn thấy nghi ngờ bất kỳ một cái vấn đề gì đó các bạn không thể tin tưởng được thì chúng ta gửi thư xác nhận. Và gửi thư xác nhận thì nó cũng như thế kia thôi, nó có thư xác nhận dạng A, thư xác nhận dạng B, đúng không ạ? Đấy, thư xác nhận dạng A và thư xác nhận dạng B là dạng đóng và dạng mở. Thì các bạn sẽ xem là chúng ta sẽ gửi loại thư xác nhận nào. Đấy, trên thực tế. Và kiểm tra về tính hiện hữu là chọn mẫu trên sổ và kiểm tra cái chứng từ gốc. Về chứng hợp bộ, chứng từ gốc thì quá quen thuộc rồi, nói đi nói lại rồi. Kiểm tra tính đầy đủ là kết hợp với việc kiểm tra khóa sổ nghĩa vụ mua hàng. Kiểm tra các khoản thanh toán theo ngày khóa sổ, tức là gì thế này, anh phải nợ thì anh mới thanh toán. Thế nhưng mà trong tương lai anh lại thanh toán mà không thấy anh ghi nhận vào thời điểm 31 tháng 12 thì nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là cái khoản nợ đó nó phát sinh sau ngày 31 tháng 12. Trường hợp thứ hai đó là nó phát sinh trước 31 tháng 12 nhưng anh không ghi nhận, đúng không ạ? Cho nên là cái thủ tục kiểm tra các khoản thanh toán sau ngày khóa sổ này nó cũng là để đảm bảo được là cái chi là cái khoản phải trả của năm hiện tại nó được ghi nhận đúng kỳ nhá. Ngoài ra thì kiểm tra các chi phí mang tính chất định kỳ như tiền điện, tiền nước đấy các bạn nhớ này nha. Tiền điện, tiền nước thì nếu như ghi nhận theo cái hóa đơn nhận được từ tháng 1 năm nay các bạn nhận được của tháng 12 năm ngoái. Thế nên đồng nghĩa là trong năm các bạn sẽ nhận đủ 12 tháng nhưng nó bị lệch tâm một chút xíu là anh sẽ nhận được cái hóa đơn từ tháng 12 đến tháng 11 của năm ngoái, tháng 11 của tháng 12 của năm nay thì tỉnh kỳ sau anh mới nhận được và anh chưa ghi nhận. Nên nếu trong trường hợp mà nó không có sự chênh lệch quá nhiều, tức là định
đều đặn. À, chúng ta sản xuất, chúng ta tốn một cái tiền điện, tiền nước như thế nó không chỉ quá nhiều. Tôi chấp nhận cho anh ghi nhận buổi đầu như thế. Thế nhưng trong trường hợp không thể, à trong trường hợp nó cách biệt nhau rất lớn giữa tháng 1 với tháng 12, đó là ví dụ như cái thằng sản xuất bia bánh kẹo Tết chẳng hạn, ví dụ như Tết thì nó lại tập trung vào nó sản xuất thì nó bị tốn nhiều tiền điện, tiền nước hơn. Thế nhưng mà tháng 1 thì nó lại không bị như thế, nó bị giảm hẳn cơ. Đấy, thì chúng ta sẽ không chấp nhận cái kiểu đấy, mà anh sẽ phải ước tính, anh sẽ phải ghi cái chi phí vào cái thời điểm, các khoản phải trả vào cái thời điểm 31/12 để đảm bảo nó ghi nhận đầy đủ khoản phải trả. Hiểu chưa? Về các khoản ngoại tệ thì đây, các bạn hiểu như thế này. Đây là khoản chúng ta nợ. Nợ thì phải thanh toán. Và muốn thanh toán thì phải ra ngân hàng mua ngoại tệ về để thanh toán. Đúng không? Ra ngân hàng mua ngoại tệ về để thanh toán nên phải sử dụng tỷ giá bán của ngân hàng, không sử dụng tỷ giá mua. Ở đây, nốt vào là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại có giao dịch nhiều nhất và giao dịch nội bộ trong cùng tập đoàn công ty mẹ thì giống như trước. Được chưa? Đúng nội dung cơ sở dữ liệu về tính đánh giá. Đấy. Tỷ giá bán của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp có giao dịch nhiều nhất. Rồi, thủ tục cuối cùng đó là kiểm tra các khoản ứng trước cho người bán. Thì chúng ta kiểm tra chứng từ thôi. Và ở đây nó sẽ phải lưu ý tí là chúng ta phải kiểm tra mức độ hoàn thành giao dịch và có rủi ro không nhận được hàng hoặc không hoàn được tiền không. Thì bản chất của nó sẽ không phải là một bản chất, không phải là tiền tệ đâu. Nên nó sẽ không đánh giá tỷ giá cuối kỳ đâu. Thế tuy nhiên là nếu trong trường hợp mà nó không thể hoàn thành giao dịch được thì nó sẽ phải đánh giá tỷ giá cuối kỳ. Hiểu chưa? Nó sẽ phải đánh giá tỷ giá cuối kỳ. Nên là người ta sẽ phải xem xét mức độ hoàn thành. Ngoài ra thì bản chất của nó vẫn là thằng kia nợ. Và thằng kia trong cái trường hợp là nó có thực hiện nghĩa vụ hay không, nó phải đề phòng cái trường hợp là nó không thực hiện nghĩa vụ, nó giữ lâu của chúng ta quá, nó chưa làm cái gì cả. Thì cái đấy là nó cũng như là một khoản nợ phải thu khó đòi. Lúc đấy chúng ta sẽ phải xem xét tuổi nợ và các điều khoản thanh toán để chúng ta trích lập dự phòng phù hợp. Đấy là hai điểm mà các bạn cần phải lưu ý đối với khoản ứng trước người bán. Đó. Và chúng ta kết thúc chương này ở đây. Bây giờ các bạn chiếu cam vào mặt của các bạn là một. Thứ hai là các bạn chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên căn cước công dân mà cô điểm danh nhé, để cô điểm danh. Chuẩn bị sẵn đi. Được chưa? Về anh. Có. Mai anh. Alo, Mai anh. Vắng à? Trung anh. À quên, Linh anh. Linh anh đâu nhỉ? Vắng à? Trung anh. Có ạ. Hà anh. Không có ạ. Ngọc anh. Dơ thẻ sinh viên có anh. Có ạ. Thành viên đâu? Ok. Nguyễn Thị Ngọc Anh. À. Đâu? Nguyễn Thị Ngọc Anh đâu? Yeah. Rồi. Quỳnh Anh rồi. Quỳnh Anh có không? Có. Đỗ Thị Ánh. Có. Khánh Bảo. Có. Ngọc Bích. Có. Thanh Châu. Có. Trung. Có. Cô Thanh Châu nói thật là lần nào cũng nhầm là con gái. Khổ thế chứ. Đức Dương. Có. Văn Đức. Văn Đức ơi. Có đây ạ. Phương Giang. Có. Kim Hà. Ôi em quên, em đang ở ngoài cửa hàng nhà em mà em quên mang thẻ, em đừng điện thoại. Ừ.
Nguyễn Thị Hạnh. Có ạ. Minh Hằng. Có ạ. Rồi Hằng đâu nhỉ? Chưa thấy hiện lên đây nhỉ? Có ạ. Ok, nhìn rồi. Hằng ơi, em đặt lại số thứ tự cho cô nhá, Hằng nhá. Đặt lại số thứ tự. Vâng. Tí nữa các bạn nào không có số thứ tự là cô cho ra ngoài đấy.